Hey, xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng IC IC này tạo nên một sự khác biệt gì đối với tăng nè nhưng nó cũng kết hợp với tăng các bạn nhìn thấy nè ABC đây là một cái tăng sito một tám một năm rồi các bạn hàng cực B của con tăng này với một con điện trở đó là gì 15 kg và cực C nè cực C của tăng to này các bạn cho vào con điện trở 22 kg nếu các bạn nào chưa biết thì hãy xem những bài học cơ bản nha. Rồi bây giờ hai chân đó các bạn nhập lại và đưa vào chân số 9. Còn đây, đây là một cái tụ. À một cái tụ điện nấu song song với một con điện trở 15 kg Các bạn hãy đếm 1 2 3 4 5 6 7 các bạn vào chân 7 nha. Hai chân còn lại là chân tụ với chân điện trở thì các bạn hãy đấu vào chân số 5 của con IC. Chân số 5 của IC mà các bạn kéo qua một cọng dây. Rồi hàng vào cái cái chân số 5 này. Đó, rồi còn lòng thòng một cọng dây đó, các bạn biết đi vào đâu không? À, thầy mò sẽ đưa nó về chân E của con transistor. E của transistor. Thì E của transistor này nó nó đi mát nha các bạn, về mát, có nghĩa là về trừ của pin đó. Rồi thầy dùng sẽ dùng một cái micro à, chân âm của micro hàng vào và mát luôn mà mát thì nó nằm ở đâu nằm chiếc ơ đó nó dính chùm gì đó còn cái chân còn lại là cái chân dương của cái micro đó thì các bạn đưa về cực b của con tăng to b của con tăng to rồi rất đơn giản đúng không các bạn làm ai cũng làm được nha các bạn là đừng có nói tôi là mà làm không được nha Rồi các bạn làm không được thì tôi sẽ cho sơ đồ ở sao về tự cắm lên bo ra năng và đây là biến trở Biến trở này là 50 kg, các bạn có thể thay đổi từ 10 kg đến 50 kg nha. 10 kg đến 50 kg. Các bạn có thể gắn vào chân. Giờ nó có ba chân nha giờ các bạn gắn nè. Thứ nhất là các bạn gắn chân bìa ở cực C của con tăng to là tín hiệu này tín hiệu ao đó ao của micro khi mình nói vào đó nó sẽ khuếch đại ra à, nó sẽ đi vào chân bìa của con biến trở chân bìa còn cái chân giữa của con biến trở đi vào đâu nè Cái chân giữa biến trở đi vào chân số 8 Chân số 8 của con IC Con IC này đó là N A N 6 8 -6 -4. Rồi còn chân còn lại là các bạn phải đi mát nha Chân còn lại đi đi mát Khi các bạn chỉnh để cho nó có cái gọi là cái cái phất đại nó sẽ giảm nhỏ hay là tăng dần À, bằng cái volume này à, các bạn có thể chỉnh nè rồi sẽ có sơ đồ cho các bạn ở đường sau video để các bạn có thể về tự lắp xem mà lắp và có bán nguyên một bộ này cho các bạn tự về lắp luôn còn led như thế này á, thì các bạn dùng led 3 v hai nha mỗi con led như vậy là 20 mươi mm. thì các bạn báo nè nguyên một hàng đây cộng nguyên hàng kia trừ trừ một trừ hai trừ ba à, là rời với nhau còn cái hàng cộng á, là nói chung với nhau đi về dương đó năm cái chân của con led đi vào dương rồi mình sẽ có 6 sợi dây đó là 5 sợi dây âm thì con led số 1 á các bạn hàng vào chân số 1 tiếp tục con led số 2 á thì các bạn hàng vào chân số 2 đơn giản không con led số 3 thì các bạn hàng vào chân số 3 quá đơn giản đúng không sẽ có sơ đồ cho các bạn dễ làm hơn rồi chân số 4 thì các bạn hàng chân số 4 Nhưng đặc biệt cái chân số 5 đó Các bạn hàng vào chân số Số mấy à, Các bạn hàng vào chân số 6 Đơn giản không Rồi các bạn dùng hãy dùng một bộ nguồn cấp cũng được Miễn sao 3 bên 7 thôi Hoặc là pin thì đây là cộng nè Các bạn hàng vào cộng dây cộng Dễ không Quá dễ luôn ha các bạn ha Các bạn nào làm được thì cho số 1 coi à, Hiểu cho số 1 nè Rồi bây giờ cái đầu trừ các bạn hàng vô một cục dây rất đơn giản rồi hai con dây hai dây lại thì các bạn đấu vào đâu nè đơn giản thôi có nghĩa là mình đừng có nghĩ phức tạp nha các bạn rồi có đầu dương và đầu âm của pin thì bây giờ đầu dương thì mình đấu vào chân số 9 của con IC đầu mát đầu âm thì đấu vào trực ơ của con con tăng star cái nào có mát ở đâu là mình đấu cho đó rồi như vậy thì mình đã có một cái bộ à, một cái bộ led nháy theo nhạc đèn led nháy theo nhạc và mạch nháy theo nhạc rất cực kỳ chỉ xài ba bên bảy thôi độ nhạy rất cực kỳ thế ở đây nó còn thiếu một sợi dây đó là dây dương nguồn dương của con led đó thì mình sẽ đấu vào vào pin luôn vào suốt chân số chín luôn hoặc là mình đấu vào trong cái cục pin mà cái nguồn dương mình á đó. đó rồi bây giờ Trang còn lại thì các bạn đấu vô trong cái năm cái con led năm mấy con led này á là năm cái đầu dương á là các bạn nhập chung lại nha nhập chung lại có sợi dây dương rồi đây là đây là cái sơ đồ để mình phân tích cho các bạn cái sơ đồ này nha thì từ cái micro nè đi mình nói một cái thì nó sẽ rung động lên cái cái màn micro nó sẽ đi vào cực b của con tăng to làm cho con tăng này dẫn dẫn từ cái nguồn dương á là nguồn ba bảy của pin đó qua con điện trở 22 mươi kg và đi về mát thì nó sẽ tạo một cái tín hiệu phất đại ở cực c thì tại cực c này nè nó có một cái tín hiệu âm thanh nó đã phát đại từ từ cái micro mình nói vào đó thì nó sẽ qua một cái biến trở cái biến trở đó nãy mình chỉnh đó, chỉnh độ lớn nhỏ để cho tín hiệu vào chân số 8 nó nó lớn hay là nó nhỏ à, các bạn nên nhớ là đấu rồi mát nha nếu đấu rồi mát là tín hiệu về mát là nó sẽ gì nó sẽ dập tín hiệu hết nó nghĩa là tín hiệu vào rất là nhỏ còn mình chỉnh lên một cái đó là nó sẽ đi tín hiệu lớn hơn thì ở đây là các một cái mạch nó khá là đơn giản mà các bạn có thể à, có thể làm được nha rồi mình đấu chân ba bốn bảy một cái nguồn nha đấu vào cái nguồn rồi như vậy thì chúng ta đã có rồi bây giờ gắn pin vô nè gắn pin vào nó đơn giản lắm các bạn gắn đúng đầu là được rồi nha rồi để mình thử cái độ nhạy nó như thế nào đó mình quẹt quẹt nó đã lên rồi ha nó chưa nhạy lắm thì các bạn hãy làm sao chỉnh cái vô lin đó tới đây là các bạn cũng đã hiểu rồi ha các bạn chỉnh với volume Chỉnh volume này nè Sao cho cái độ nhạy của nó Vào thật là nhanh Gọn nhẹ và nó đúng chớp đúng theo nhạc luôn Nó mới tạo một một cái hiệu ứng lý thú được Và các bạn có thể tự làm Và nếu các bạn không không làm được Thì à, các bạn hãy nhắn tin à, Bình luận bên dưới để cho thầy mò giúp đỡ các bạn nha Rồi bây giờ à, Các bạn sẽ được mua một cái bộ này nè à, có đầy đủ bộ để các bạn về lắp à, Nó không có nhiều tiền hết á Chỉ có vài chục ngàn thôi là các bạn có thể tự lắp các bạn hãy bấm vào ở bên góc trái màn hình đó, nó có một cái điểm đó các bạn bấm vào giỏ hàng để các bạn mua hàng nha. Rồi, các bạn thấy nè, thử rất là nhạy. Rồi chúng ta hãy cùng thử bằng nhạc xem nó độ nhạy nó như thế nào nha các bạn. à sau khi thầy mà chỉnh cái độ nhạc á thì nó nháy đúng điệu luôn đúng nhạc luôn nó rất là hay nó tạo một cái hiệu ứng cho một cái một cái dương một, một cái quán bar vậy đó rồi à, các bạn hãy xem cái quy trình để làm cái ống nhựa như thế nào thì nó cũng đơn giản thôi à, nếu các bạn nào mà chưa biết làm thì hãy bình luận bên dưới để cho mình biết à, các bạn chưa biết làm để mình liên hệ với các bạn nha rồi như vậy thì à, cắt cái ống nhựa ra các bạn nớ đánh dấu để sao cho cái con led mình nè à. À, các bạn cưa ngang nha, cưa ngang, cưa bên đây, rồi cưa bên đây lại, thì nó sẽ có cái lỗ đó để khi mà mình đưa cái thanh đét vào, à, tự làm luôn, đơn giản không? rồi các bạn nào là người mới hãy bấm đăng ký, follow để chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội đó, nhất là zalo hay là gì đó, chia sẻ lên facebook để khi các bạn muốn xem mình làm lại thì các bạn làm dễ hơn, rồi các bạn chỉ đứng ấn vào đây ha, ấn vào rồi. Còn nếu các bạn nào muốn học nghề đó, học nghề ở kênh tự học nghề lập nghiệp á, thì mình sẽ có mở một cái khóa, rồi là khóa online. hoặc là các bạn muốn cầm tay chỉ việc thì các bạn hãy đến thành phố Côn lãnh luôn. Rồi mình sẽ dạy cho các bạn biết về điện tử, biết điện tử cơ bản, rồi biết được chế cháo thiết kế rồi này kia cái, cái nọ ha. Rồi biết sửa máy. để các bạn tùy theo khóa hãy liên hệ với mình nhé. Rồi bây giờ mình chúng ta hãy thưởng thức một cái quán bar của chúng ta tự thiết kế mới ra nhé. Rồi.